Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bài học Tâm Huyết. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ bảy trên kênh YouTube của Web 5 Ngày. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng bàn về một cái chủ đề mà tôi tin rằng đó là điểm chung của tôi và rất nhiều người ở đây. Bây giờ coi như mỗi người đến từ một nơi khác nhau, một độ tuổi khác nhau, ngành nghề khác nhau, gia cảnh khác nhau, đúng không? Nhưng thí dụ mà tôi gặp bạn, tôi nói là tôi và bạn chắc chắn có cái này chung, cái mà tôi cũng có và bạn cũng có, thì đó là cái gì? Thứ nhất, nỗi sợ. Thứ hai, sự lo lắng, sự bất an nào đó, đúng không? Ai cũng có, nói sao không có. Đây là một cái vấn đề chung của tất cả mọi người. Bạn giàu, bạn cũng sẽ có những cái lo lắng của riêng bạn. Bạn nghèo, bạn cũng sẽ có những cái lo lắng của riêng bạn, đúng không? Ai mà chẳng lo lắng. Thành ra lo lắng, lo sợ ở một cái mức độ nặng hơn lo lắng xíu, gộp chung những cái thứ đó lại là một cái vấn đề mà mình phải xem nó như một đối tượng cần phải xử lý, cần phải quan tâm. Tại vì một tuần 7 ngày mà lo lắng hết một nửa thời gian thì chất lượng sống làm sao mà tốt hơn được. Mà nếu mà nói một cách cụ thể hơn á, thì lo lắng nó có nhiều hình thức lắm. Để tôi nói các bạn, thứ nhất là lo lắng về sức khỏe. Nhiều người trong các bạn lo lắng về sức khỏe không? Có nhiều người có đó chứ. Nghi ngờ mình có những cái vấn đề sức khỏe này nọ, nó cứ mệt nhiều lắm. Và ngày nào mình cũng phải chịu đựng cái sự lo lắng, cái sự bất an đó thì làm sao mà sống vui được. Rồi có người lo lắng về cái gì? Về cái sự mình tạm gọi là sợ nghèo. Sợ nghèo nó cũng có, đúng không? Rồi lo lắng về mối quan hệ, sợ một ngày nào đó cái người mình yêu thương bỏ mình đi, cũng lo lắng chứ, sợ. Rồi có những cái sự lo lắng về mặt kỹ năng, ví dụ tuần sau mình phải phát biểu trước công ty hoặc là mình phải thuyết trình, thì tuần sau nó mới diễn ra nhưng bữa nay là bắt đầu là đổ mồ hôi hột từ từ rồi đó. Bữa nay là người mình mỗi ngày đổ một chút mồ hôi hột, lo lắng sợ mà, nhiều lắm các bạn. Ta nói mà ngồi mà kể ra cái sự lo lắng thì ngồi kể cả tháng cũng không hết. Nó phổ biến. Thế thì vì cái việc đó nên tôi nghĩ rằng chúng ta ai cũng sẽ cần một cái phương pháp, một cái kinh nghiệm nào đó để mình có thể sống lành mạnh với sự lo lắng. Và thậm chí khi mà chúng ta biết rèn luyện lâu và dài và đủ thì có những ngày, thậm chí là có những tuần, có những tháng mà hoàn toàn không có một cái sự lo lắng nào cả. Cái này là sự thật và tôi nghĩ nó cũng là một cái phần thưởng đáng để chúng ta cùng luyện tập những cái phương pháp hữu ích để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Và bài bữa nay sẽ là về phương pháp đó, làm sao để hết lo lắng nha, mà thậm chí là trị tận gốc luôn ha. Đương nhiên, cái này cũng phải nói một cách công bằng. Tức là bữa nay mình không lo lắng, ngày mai mình không lo lắng, nhưng không có nghĩa là tháng sau mình không lo lắng nha. Nhưng mà cái điều quan trọng là cho dù cái sự lo lắng nó có xuất hiện trở lại thì mình cũng biết cách để sau đó mình đưa bản thân mình về một cái sự cân bằng, về một cái sự hạnh phúc. Tức là mình làm chủ được cái sự lo lắng của mình ở một cái mức độ là tận gốc luôn ha. Thế thì bây giờ công thức hết lo lắng tận gốc là cái gì? Thì bây giờ dễ nhất nha, là mình vô một cái ví dụ rồi sau đó mình áp cái công thức vô, là tôi cho rằng đó là một cái cách tiếp cận dễ hiểu nhất, dễ ngắm nhất ha. Giờ ví dụ đầu tiên là gì? Lo lắng về sức khỏe đi. Nhiều người trong các bạn hay mệt, đúng không? Sáng mệt, trưa mệt, chiều mệt. Đương nhiên khi gặp vấn đề về sức khỏe thì đi bác sĩ là hợp lý rồi. Nhưng mà có những bạn kể cả đã chăm sóc y tế hay là chưa thì vẫn luôn thường trực một cái nỗi lo lắng trong đầu mình về sức khỏe. Sao ấy mình mệt hoài kiểu vậy? Sao mình uể oải hoài, yếu kiểu vậy? Nó lo sợ đủ đường hết. Thế thì cũng thú thiệt với các bạn, chính bản thân tôi cũng là cái người từng rất lo lắng về sức khỏe của mình. Không phải ngẫu nhiên mà tôi lên những cái bài kiểu như là làm sao để vượt qua tình trạng sáng mệt, trưa mệt, chiều mệt. Đó bên cạnh là những câu chuyện mà khán giả gửi cho tôi thì nó cũng là chính cuộc đời của tôi đã từng trải qua. Có một giai đoạn tôi rất là mệt, kiểu như mình hay quạo, hay tức, hay giận, hay xì stress, hay kiểu như là nó bị tuột năng lượng đó các bạn. Nó tuột năng lượng và nó làm cho mình rất bi quan về sức khỏe, nói thật. Cho tới một ngày tôi vẫn là ở cái tình trạng là mệt mỏi. Thế thì nhất là cái sau giờ trưa là nó luôn luôn là tuột năng lượng. Và tôi cảm thấy tức tối quá. Tại sao cứ sau khi ăn trưa xong là mình lại bị tuột năng lượng? Và buổi chiều của mình gần như là nó phí. Mình rất là tức, mình rất là bi quan về cái khả năng làm việc của mình sau giờ trưa. Thế thì có một ngày định mệnh, đó là tôi quyết định tôi tập yoga. Và thực ra thì cái lúc đó thì tôi cũng không biết là nó có lợi gì. Tôi chỉ cảm thấy là thôi tôi làm đại đi, dứt đại đi, trải nghiệm đại đi. Nghe người ta nói. Thì các bạn biết là sau 5 ngày liên tục, một buổi rơi vào khoảng 60 phút thì tự nhiên nha, cơ thể của mình nó trải nghiệm một cái sự thay đổi phải gọi là đáng kinh ngạc trong cái mức độ cảm nhận sức khỏe, đặc biệt là sau giờ chiều.
Ở đây tôi đang kể là câu chuyện thôi, còn về phương pháp, về công thức chung thì từ từ tôi nói, tại vì cái bài này sẽ không chỉ riêng về lĩnh vực sức khỏe. Giờ mình tiếp câu chuyện của tôi ha. Ở đây không phải là mình thần thánh hóa cái bộ môn yoga, tại vì tôi cũng có chơi thể thao và tôi cũng có tập gym nữa. Nhưng mà cái điều quan trọng á, sau khi mà trải qua 5 ngày liên tục tập yoga thì tôi cảm thấy là trạng thái mình cảm thấy tôi đang khỏe mạnh, nó bắt đầu nó trở lại. Có lẽ nó phụ thuộc vào một cái tạm gọi là sự hít thở trong quá trình tập, là một cái điều rất quan trọng cũng như là cốt lõi của yoga. Và không hiểu sao, ngay khi mà mình hít thở là mình đã cảm thấy có một sự dồi dào và tràn đầy cái sức khỏe, sức lực trong mình rồi. Đây là câu chuyện có thật, đương nhiên nó không phải xảy ra bây giờ mà nó xảy ra trước đây rồi. Thế thì sau cái quá trình mà tôi chuyển từ cái trạng thái rất bi quan về sức khỏe, về trạng thái á, nó chuyển sang một cái trạng thái mới là sự tự tin á, thì tôi mới chợt nhận ra là hình như có một cái công thức nào đó ở đây, có một cái cách thức về mặt nguyên lý nào đó ở đây để nó có thể chuyển mình từ cái trạng thái bi quan về cái chuyện này sang lạc quan, thậm chí là tự tin về cái chuyện đó. Đương nhiên yoga trong tình huống này là một công cụ, là một cái biện pháp ở giữa thôi. Và rất may nó là một cái biện pháp hữu ích. Nhưng ví dụ ra khỏi cái lĩnh vực sức khỏe, mình đi vào lĩnh vực nghề nghiệp, mình đi vào lĩnh vực kỹ năng, mình đi vào lĩnh vực tình yêu, thì làm sao để mình sử dụng đúng cái nguyên lý này để chuyển nó từ một cái sự lo lắng, lo sợ, bất an, chuyển qua sự tự tin một cách tận gốc. Thì tôi ngồi tôi ngẫm các bạn, tôi rất là muốn tìm ra được cái nguyên lý, cái nguyên lý mà tôi đã vô tình tôi trải qua sau 5 ngày trải nghiệm yoga, đặc biệt là hít và thở sâu, rất là nhiều cái bài hít thở. Thì tôi nhận ra như thế này, nếu mà mình trải qua trong cái lĩnh vực mà mình lo sợ nha, nếu mà mình trải qua cái cảm giác mà ngày nào cũng có chiến thắng, thì mình sẽ hết lo lắng, hết hoàn toàn cái sự lo lắng về cái nỗi sợ đó. Tôi xin phép lặp lại nha. Nếu trong cái lĩnh vực mà mình lo sợ mà ngày nào mình cũng trải qua những chiến thắng, kể cả đó là chiến thắng nho nhỏ thôi, thì mình tích lũy ngày này qua ngày khác, cái chiến thắng đó nó nhiều, nó đều, thì chắc chắn một điều bạn sẽ không còn lo sợ về cái chuyện đó nữa. Ví dụ bản thân tôi ngẫm lại tôi thấy là từng ngày á, khi mình tập nó có một cái chiến thắng, đó là mình hít thở rất là chất lượng 60 phút mỗi ngày. Và hình như cái điều đó làm cho mình cảm thấy rất thoải mái lúc đó. Đối với tôi đó là chiến thắng. Và cái chiến thắng này nó xua đi cái nỗi sợ, nó xua đi cái sự lo lắng của mình. Đó là gì? Mình cảm thấy quá là uể oải, đặc biệt là khung giờ trưa. Thì khi mà mình tham gia vào cái bộ môn đó, đặc biệt là các bạn biết là có rất là nhiều lớp họ mở sau cái giờ ăn trưa, nếu mà bạn tham gia thì ngay cái lúc đó bạn sẽ cảm nhận được một cái chiến thắng, đó là giờ này phút này trạng thái của tôi đang rất là thoải mái, và tôi bắt đầu nhận ra rằng mình có thể làm mình thoải mái. Chưa tính sâu xa hơn, đó là những cái giãn căng giãn cơ, những cái xóa bỏ căng thẳng cho những cơ bắp của mình, thì thôi cái này sâu mình không nói. Mình chỉ đang nói là mình cảm thấy nó ổn hơn lúc đó, và mình xem đó là chiến thắng. Và chuyện gì xảy ra nếu ngày hôm nay mình cảm nhận được cái chiến thắng đó, ngày mai mình cũng cảm nhận được chiến thắng đó, 30 ngày sau mình vẫn liên tục cảm nhận cái chiến thắng đó, cái sự lo lắng nó sẽ biến mất hoàn toàn xét về mặt gốc rễ, và thay thế nó chính là sự tự tin. Và mình hiểu, tôi biết cách để làm cho tôi cảm thấy ổn hơn về mặt trạng thái tinh thần rồi. Và mình cứ thế mình làm thôi các bạn. Nên đây là công thức, đó là trong lĩnh vực mà mình cảm thấy rất chi là lo sợ, hãy mạnh dạn nhìn nó đi. Và mình có những chiến thắng mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Mỗi ngày, nhỏ thôi cũng được, nhưng miệng nó đều. Thì bạn tin tôi đi, nó cực kỳ thần kỳ. Đôi khi chỉ là một vài tuần thôi là mình đã có thể chiến thắng được nó và vượt qua khỏi cái trạng thái bi quan đó. Đôi khi cái sự bi quan, cái sự lo sợ là cái trạng thái trong đầu của mình thôi, chứ chắc gì sự thật nó đã đáng sợ như vậy. Và cái này tôi cũng đã nhìn và tiếp xúc với nhiều người, những bạn mà ở vòng gym á, và những bạn tập lâu năm á, bạn nói chuyện với họ đi, bạn sẽ thấy là họ không bao giờ lo sợ về trạng thái cơ thể cả. Không bao giờ họ lo sợ, trong họ là một cái sự tự tin về sức khỏe, vì họ quá khỏe mà. Nhưng mà nếu mà hỏi kỹ thì luôn luôn là trước đây họ luôn gặp một cái vấn đề nào đó về sức khỏe, và nó đẩy họ phải đi tập gym. Và họ đã vượt qua được cái giai đoạn ban đầu đó bằng những chiến thắng nhỏ nhỏ. Ngày hôm nay đẩy mấy rep, quan trọng là đều trải nghiệm cái cảm giác mệt lừ người, nhưng mình đã vượt qua được những cái bài tập đó là chiến thắng rồi. Rồi từ từ tập đều, rồi mình đụng vô người mình thấy hình như cơ thể nó tái tạo, hình như trao đổi chất nó tốt hơn, mình tiêu hóa tốt hơn này nọ, ăn uống nó ngon hơn, ngủ ngon hơn, mọi thứ nó cứ lên đều. Và sau đó khoảng vài tháng thôi, bạn nhìn lại và bạn bắt đầu có những sự tự tin về sức khỏe. Tôi cho rằng chỉ có cách đó là cái cách giải quyết tận gốc cái vấn đề nỗi sợ và sự bi quan. Hãy có những chiến thắng nho nhỏ cũng được, nhưng mỗi ngày thắng hoài, thắng riết, thì mình sẽ tự tin. Đây là câu chuyện sự thật luôn á. Bây giờ qua một cái ví dụ khác. Ví dụ
về một trong những cái nỗi sợ lớn nhất của tôi đã từng có, đó là nỗi sợ về giao tiếp, nỗi sợ về thuyết trình, về nói chuyện trước nhiều người. Vì hầu hết những người mà hướng nội á, sẽ luôn luôn lo sợ khi mà tiếp xúc với người khác, sẽ luôn luôn lo sợ khi nói chuyện với người khác. Thế thì nếu mà mình lo sợ mãi như vậy thì làm sao mình có thể phát triển được? Tại vì đơn giản thôi, không ai có thể im lặng mà thành công được. Chúng ta sống trong một xã hội, chúng ta cần sự giao tiếp. Không ai có thể cả ngày không nói chuyện mà thành công được. Ai mà hiểu mình muốn cái gì và làm sao truyền tải được thông điệp cho người ta. Con người với con người mới gặp nhau thì chỉ có một cái cách gọi là nhanh nhất và thuận tiện nhất là giao tiếp để hiểu nhau, đúng không? Và nếu mà mình không biết giao tiếp chỉ vì mình sợ, mình ngại thì mình đang tự triệt tiêu đi cơ hội của mình rồi. Nên là bản thân tôi bắt buộc sẽ phải cần giao tiếp. Tuy rằng tôi rất sợ, tôi rất lo lắng, tôi rất bi quan về nó. Mỗi lần mà gặp một người nào đó, và thậm chí là chỉ cần ngồi trong một cái bàn có 4 người thôi, và trong 4 người đó mình thậm chí là có một người quen nha và 2 người lạ thôi, là mình đã đổ mồ hôi hột rồi. Khổ lắm các bạn, nó khổ lắm. Với những người mà hướng nội nhiều, nó rất khổ cái đó. Thế thì giải quyết một cách nào? Thì rất là vô tình tôi cũng đã áp dụng, bây giờ tôi mới gọi đó là phương pháp áp dụng, những cái chiến thắng mỗi ngày. Còn hồi đó thì không có nghĩ như vậy. Nhưng mà nghĩ lại cũng vui, có những thứ mình vô tình mình áp dụng, nhưng sau này mình đúc kết lại nó chính xác là phương pháp. Đó là sao? Khi mà đi tắm, tôi hay mở cái nước nó to ra để mọi người không nghe tiếng. Và khi đó thì mình bắt đầu mình tưởng tượng một cái cuộc trò chuyện giữa mình với nhân vật kia. Mình tưởng tượng là mình sẽ nói cái gì, mình tưởng tượng là mình sẽ hỏi cái gì, mình tưởng tượng là người ta sẽ trả lời như thế nào. Mình cứ nói vậy đó. Ví dụ hôm nay mình gặp một khách hàng chẳng hạn, mình muốn bán cái này, thì mình tưởng tượng cuộc trò chuyện trong đầu, giả bộ mình tới mình gặp người ta, mình cười như thế nào, cái dạ anh uống gì, thí dụ như vậy. Mình tưởng tượng và mình tập trong lúc tắm với cái vòi nước mở to để không ai nghe, kiểu vậy. Và giống như khùng như điên vậy các bạn, tôi nói thật, mình cứ tập, cứ luyện, cứ nói vậy đó. Đến một ngày mình làm cái điều đó nó dễ hơn. Và tôi cho rằng đó chính là cái chiến thắng. Khi tôi đã có thể nói đi nói lại nó nhiều lần, kể cả một mình tôi, đã là một chiến thắng rồi. Và tôi cảm nhận được là mình nói càng ngày càng tốt hơn, càng ngày càng mạch lạc hơn. Và có những thứ khi mà tôi định hình ở trong đầu của mình á, tức là khi mà tôi tập á, là người ta trả lời như thế nào là tôi bịa ra thôi mà, đúng không? Mình hỏi người ta như thế nào cũng là mình tưởng tượng thôi mà. Nhưng trong thực tế, khi rất nhiều trường hợp, những cái câu hỏi mà tôi đã từng bịa ra một cái cuộc trò chuyện tưởng tượng trong lúc tôi luyện tập á, trong thực tế nó lại xảy ra khi mà người ta lại nói y hệt cái câu mà tôi đã từng tưởng tượng trước đó. Tôi lại cảm thấy một chiến thắng nữa. Và mình càng có lý do để mình luyện tập cái này. Mình tưởng tượng mình nói chuyện với người đó, mình tưởng tượng mình nói chuyện trước nhiều người, và mình cứ nói ra tiếng, cứ luyện tập, cứ nói mỗi ngày. Và với bản thân tôi, cái thời điểm đó, khi mà tôi chịu luyện tập cái phương pháp đó, kể cả nói khùng, nói điên một mình trong lúc tắm, cũng đã là một chiến thắng rồi. Vì nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn, nó làm cho tôi cảm thấy là tôi có thể nói được, nó làm cho tôi cảm thấy là mình cũng không đến nỗi quá tệ, mình làm được, kể cả trong tưởng tượng thôi. Và khi mình làm quá nhiều rồi đó, mình nhìn nhận cái sự việc nói chuyện với người khác, nói chuyện với nhiều người, mình cảm thấy cái này nó bớt sợ lại rồi. Thì với mình đó cũng là một chiến thắng. Tức là khi mà mình đã thực sự dấn thân vào đó rồi, mình nhìn cái gì nó cũng trở thành chiến thắng vì mình đã chịu làm. Và đến một ngày nó tạo ra tôi trong một cái hình hài tự tin và có thể nói nhiều, có thể nói lưu loát, có thể sắp xếp được ý tứ như là bây giờ. Kiểu vậy đó, chứ nó chẳng có cái gì cao siêu cả. Thì bây giờ nhìn lại, công thức vẫn là để chuyển một cái trạng thái từ sự lo lắng sang sự tự tin, thậm chí là chuyển từ điểm yếu sang điểm mạnh, thì nó rất gần cái được gọi là chiến thắng mỗi ngày. Thế thì quay trở lại câu chuyện của các bạn đang sợ cái gì? Các bạn cần phải làm một cái điều gì đó mà nó có thể mang lại chiến thắng mỗi ngày cho các bạn, thì chắc chắn các bạn sẽ tự tin. Ví dụ, qua một cái lĩnh vực khác, nhiều người trong các bạn sợ nghèo. Sợ nghèo. Tại sao các bạn lại sợ nghèo? Tại vì hiện tại công việc của các bạn, ngành nghề của các bạn, năng lực của các bạn nó không mang lại nhiều tiền. Nó không mang lại nhiều tiền. Bạn làm một cái công việc, bạn có một cái chuyên môn và bạn biết rằng thị trường lao động sẽ không trả cho bạn nhiều tiền được, thì bạn sẽ bi quan về nó thôi, bạn sẽ sợ thôi. Và thậm chí nếu bạn đang làm một cái ngành nghề mà nó đang ở cái giai đoạn thoái trào, bạn càng sợ, đúng không? Bạn càng sợ. Thế thì trong lĩnh vực nghề nghiệp, mình phải nhìn vào đó và mình phải đi kiếm một cái hành động, một cái sự luyện tập, một cái hành vi nào đó mà nó cho mình cái cảm giác chiến thắng mỗi ngày. Thì rồi mình sẽ không những là ngừng lại cái sự lo lắng, ngừng lại cái sự tự ti, mà mình còn có thể chuyển trạng thái sang sự tự tin. Ví dụ bây giờ bạn làm thuê đi. Mình nói trước câu chuyện của một cái người đi làm thuê và sợ nghèo, rất là bi quan về nghề nghiệp, về mức lương của mình trong tương lai. Thì chí ít các bạn phải nhìn ra được cái sự liên quan giữa năng lực của các bạn và số tiền mà các bạn sẽ nhận được. Và ở đây có một cái logic rất đơn giản. Bạn đang sở hữu một cái kỹ năng mà ai cũng làm được, xung quanh ai cũng làm được, mỗi năm bao nhiêu ngàn sinh viên ra trường cũng sẽ làm được như bạn. Tức là nó chẳng có cái gì khó cả, chẳng có cái gì ghê gớm cao siêu cả.
bạn nhận thức được chuyện đó, năng lực của mình ở cái mức quá là đại trà, thì mình sợ bị thay thế lắm chứ, tại vì kỹ năng của mình đâu có đặc biệt. Nhân viên văn phòng chẳng hạn, bữa nay làm, ngày mai nghỉ, chẳng sao cả. Cỡ nào chẳng có người thay vào, vì năng lực những thứ mình làm được nó không quá đặc biệt. Cái điều này nó làm mình bi quan chứ. Thế thì mình cần phải có những chiến thắng, đó là mình phải dấn thân vào những thứ trong cái ngành nghề này nhưng ít người làm được. Ít người làm được thì mình sẽ tự tin. Đây là cái chuyện rất quan trọng. Nhân viên văn phòng, nếu học thêm về nhân sự thì sao? Dấn thân vào lĩnh vực nhân sự thì sao? Đúng không? Mỗi ngày mình biết thêm chút là mình thấy là mình có chiến thắng rồi. Mình nỗ lực hơn chút, mình bắt đầu mình thấy mình có chiến thắng và mình cảm nhận là mình giỏi hơn, và mình bắt đầu phân biệt được cái trình độ của mình với những người ngang ngang mình là ồ, tôi bắt đầu hơn các bạn rồi đó. Cái cảm giác đó sẽ cho các bạn sự tự tin. Hoặc là trong một cái môi trường mà tiếng Anh của mọi người xung quanh đều tàm tàm bõm bõm, và mình nhận ra rằng nếu mình giỏi ngoại ngữ thì mình sẽ có lợi thế sâu sắc ở chỗ này. Thế thì mình trau dồi. Đến một ngày các bạn nhận ra à, tôi đang thuộc về số ít, tức là riêng ngoại ngữ tôi vượt trội hơn những người xung quanh, thì tất cả những cái công việc liên quan tới tiếng Anh ngoại ngữ là bạn làm hết rồi, ai mà làm lại bạn. Thì tự nhiên mình quan trọng, đó cũng là chiến thắng. Và khi mình quan trọng, tăng lương là hiển nhiên. Tất cả những nhân sự quan trọng thì công ty rất sợ mất, luôn luôn là như vậy. Và tôi lấy một cái ví dụ nó hơi thô nhưng mà nó phản ánh rất là đúng về cái được gọi là cái giá trị. Ví dụ bạn ra đường, bạn gặp một cái chiếc nhẫn kim cương mà rớt xuống. Ở đây mình chưa biết là chiếc nhẫn đó là kim cương thiệt hay là kim cương giả nha. Nhưng mà ở trên cái vỉa hè, bạn thấy có một chiếc nhẫn kim cương, bạn cứ lụm trước cái đã. Rồi sau đó mình đi thẩm định coi nó là kim cương hay là vàng thiệt, vàng giả, tính từ từ. Cứ lụm trước cái đã. Cái thứ mà có giá trị người ta sẽ lụm trước. Bất kể thiệt giả tính sao, lụm trước, không có để một cái lơi một giây nào hết, vì người ta thừa sức biết cái chiếc nhẫn này dưới đất mình không lụm chút cũng có thằng khác lụm, đúng không? Nhưng nếu bước ra đường mà mình thấy một cục đá thì lụm làm gì? Kệ. Cái ví dụ này nó thô các bạn, nhưng mà nó nói lên một điều là vậy đó. Trong mọi lĩnh vực, bây giờ mình nói chung chung luôn, mình nói tổng quát luôn, trong mọi lĩnh vực hễ có giá trị là người ta sẽ lụm, người ta sẽ giữ lại, người ta sẽ o bế nếu người ta thấy có giá trị. Thì một nhân sự tốt cũng như vậy. Tôi nói thiệt, một cái nhân sự tốt có năng lực và chứng minh được năng lực, thậm chí đang làm công ty này, không biết bằng cách nào đó, thông tin của mình nó rớt vô tay của cái đội săn đầu người, cái đội headhunter ở công ty khác. Nhiều khi người ta gọi tới mình, người ta kêu đi làm, người ta kêu nghỉ việc bên đây qua bên công ty anh làm đi. Đó là sự thật. Tức thậm chí người ta được săn đón, chứ đâu có phải là vất vả để mà tìm một chỗ đứng đâu các bạn. Khi mà năng lực của các bạn làm được rồi, bạn biết trau dồi, bạn có những cái chiến thắng liên tục, và đến một ngày bạn biết là tôi làm tốt hơn hầu hết những người xung quanh, thì những cái sự đền đáp xứng đáng về mặt tài chính, về mặt vị trí nó sẽ tới. Nên bây giờ nếu các bạn bi quan về sự nghiệp, nếu mà các bạn chọn con đường là tôi sẽ làm giàu bằng cách đi làm thuê một cách lành mạnh, thì tôi nói là chỉ có một con đường thôi. Bạn phải dấn thân vào một cái nó cho bằng những chiến thắng mỗi ngày, bằng những thứ khó, những thứ mà những người xung quanh chưa làm được. Chỉ có cách đó thôi. Và đừng có ngại gian khó, tại vì nó sẽ cần ngày tháng năm đó chứ. Nhưng mà một khi mình hoàn thành được rồi, mọi thứ rất là ok, nó sẽ thành công. Và đương nhiên cái mà tôi nói các bạn trau dồi nó cũng hoàn toàn có thể là những kỹ năng mềm. Quan trọng là các bạn nhìn lại cái hoàn cảnh của mình, nhìn lại cái điều kiện của mình, và để xem mình đang cần cái gì nhất, và hãy lao vào đó để có cái chiến thắng trong đó. Kỹ năng mềm ví dụ như giao tiếp cũng là một cái chuyện. Tự nhiên mình trở thành một người vui vẻ hơn, được yêu thích hơn, được tâm sự nhiều hơn ở nơi công sở, thì mình đã là một cái gì đó đặc biệt ở đó rồi. Mình phải có vị trí hơn chứ. Hoặc là bây giờ ví dụ nói về câu chuyện chuyên môn, bạn là một lập trình viên, thì bây giờ bạn cứ làm đi làm lại những cái dự án đơn giản, làm sao bạn lên được? Rất là dễ bị sa thải. Thì tại sao không cho mình những cái chiến thắng mỗi ngày? Ví dụ những cái công nghệ mới mà mình thấy lạ quá, mình tự học luôn và mình tự làm ra nó luôn. Những cái ứng dụng mới mà nó ngoài tầm mình bây giờ, mình tự làm ra nó luôn. Mình tự học, mình tự làm luôn. Và mình làm được là mình thấy tự tin rồi. À, cái công ty này, cái bộ phận IT này không thằng nào làm được cái chuyện này hết, nhưng mà tôi làm được là mình đã thấy mình tự tin rồi. À, riêng cái đó thôi là tự tin, là cho dù mình chưa có đổi công việc, chưa có lên lương lên chức, nhưng tự mình thấy mình giỏi hơn là mình tự tin. Và mình không sợ. Cái công thức nó luôn luôn là như vậy các bạn. Bạn phải có những chiến thắng mỗi ngày trong chính cái thứ bạn sợ. Và kinh doanh cũng vậy. Kinh doanh sợ nghèo, cái cốt lõi là do mình bán ế, đúng không? Đương nhiên có nhiều lý do lắm, đôi khi có những cái cuộc khủng hoảng thừa, nhưng mà thôi, cái đó nó xảy ra với không nhiều người. Đại đa số kinh doanh mà lo sợ, làm chủ mà lo sợ chỉ có bán ế thôi. Thì bây giờ mình phải giải quyết cái câu chuyện bán ế đó, mình phải có những chiến thắng trong đó. Mình phải có những chiến thắng trong đó các bạn. Chiến thắng bằng cách nào? Học về marketing, học về bán hàng. Ví dụ bạn chọn cái kênh YouTube, TikTok này nọ đi để bạn làm thương hiệu. Thì ngày hôm nay bạn quay được một cái clip, đó đã là một chiến thắng rồi. Vì ngày hôm qua bạn không làm được. Ngày hôm sau bạn quay một cái clip khác mà bạn ăn nói lưu loát hơn, bạn không còn cào lắm nữa. Đó đã là một chiến thắng rồi. Một chiến thắng về mặt kỹ năng. Rồi ngày hôm sau nữa đăng lên, tự nhiên hôm nay mình được 100 view. Đó cũng lại là một chiến thắng mới. Và mình học hỏi, mình nghiên cứu. Ồ, tự nhiên hên bữa nay được 5.000 view. Đó lại là một chiến thắng. Nó cứ hoài vậy đó. Rồi bữa sau hên được 10.000 view, mang lại được 30 đơn hàng chẳng hạn.
đó lại là chiến thắng, và mình cảm thấy mình làm được, mình tự tin. Nó chỉ có vậy thôi. Và đến một ngày mình thành công lúc nào cũng hay. Mình cần có những chiến thắng là như vậy. Hãy làm, hãy học, hãy đưa tri thức, hãy đưa giáo dục, sự cố gắng, sự nỗ lực vào chính cái nỗi sợ mà bạn đã trải qua, và có những chiến thắng mỗi ngày, ngày qua ngày, sự thành công đến với bạn cực nhanh. Bây giờ nhìn lại, nếu mà bảo là tôi sẽ thành công trong một năm, bạn thấy nó ngắn lắm các bạn, đúng không? Thành công trong một năm là quá nhanh. Nhưng mà với cái phương pháp mà tôi nói với các bạn bữa nay, đôi khi các bạn lột xác chỉ sau vài tháng, tại vì bạn có chiến thắng mỗi ngày. Và đây chính là cái lời giải cho thành công của đời bạn, và đồng thời cũng là cái trạng thái cảm xúc nữa. Để chúng ta chuyển từ bi quan sang lạc quan, để chúng ta chuyển từ thất bại sang thành công, để chúng ta chuyển từ người không có năng lực sang người có năng lực. Quá xứng đáng đó chứ. Và tôi hy vọng trái ngọt sẽ xuất hiện trong cuộc sống của các bạn. Thành công nó cũng mang tính nhân quả đó. Không xây thì lấy gì mà gặt ha. Và xây từ đâu, bài này đã giải thích rồi đó. Cố gắng lên ha.